Sao, sao? Anh ta rốt cuộc đến để làm gì? Đòi nợ hay đòi mạng? Hả? Anh ta trả lại bộ váy cưới cho em đúng không? Chị đã nói rồi mà. Chị mặc kệ, dù sao em cược thua rồi. Nè, tối nay đã muộn rồi nên thôi, tối mai chị phải nhìn thấy giò heo nướng của mình. Coi như em có lòng. Được rồi, chị đã giúp em thoát được cuộc kiểm tra đột xuất. Còn em, thành thật khai báo hành tung tối nay đi. À, thì ra là em đi phá án. Tay Bạch Bách Xuyên này quả nhiên lại có mục tiêu mới rồi. Còn có bà nhà giàu kia, nếu em đi đến bệnh viện thẩm mỹ của bà ta thì nhớ dẫn chị đi cùng. Dẫn chị đi tiêm một mũi The Match cho trẻ ra 5 tuổi, tránh có khoảng cách với em. Ờ, tiêu rồi, em bị cảm rồi. Được, anh tới ngay đây. Anh biết rồi. Chào buổi sáng.
Mặt mộc cũng rất xinh, anh cũng còn phải chưa thấy bao giờ. Em bị cảm, đừng tưởng rằng anh không thấy được. Mèo con không có thức ăn, chủ chắc cũng không có. Nè, anh mang bánh sandwich và sữa chua cho em. Em đáng lẽ nên thành thật nói mình bị cảm, anh còn có thể mang thuốc đến cho em. Giờ anh sẽ về nhà lấy. Khá tốt, không phát sốt. Hôm nay có một ca phẫu thuật lớn, anh chắc là không có cách đốc thúc em ăn cơm uống thuốc. Em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vào đi. Không có bà là gì? Tháo xuống đi. Cho nên anh là người khác. Đại nghi đang lành sao lại bị cảm? Tối qua anh dặn em sấy khô tóc rồi hãy đi ngủ, em không nghe lời sao? Anh tìm em suốt đêm, em cũng không biết nhắn lại một câu. Vì để xác nhận có thể nhìn thấy người sống, nên anh mới lao đến đó. Lý Ngộ là ai? Có chút ấn tượng. Cô đành đổi quan tâm người khác, không bằng quan tâm bản thân mình trước. Đêm diễn đầu tiên của Star Produce vào tuần sau, em đã bắt đầu luyện tập vũ đạo của ca khúc chính chưa? Giáo viên vũ đạo anh bảo hộ em tới rồi.
Nói đi, anh rốt cuộc định nợ em bao nhiêu ân tình đây? Học sinh của em đã đến trước rồi sao? Dancing Queen của nước Mỹ, chẳng lẽ không dạy được cô sao? Cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài đặc biệt ác. Bắt đầu từ mai, đến phòng nhảy tìm tôi điểm danh. Chăm chỉ luyện tập đi. Đứng ở vị trí thu hút nhất, đừng để phe chịu nhé, mắt càng nghiêm khắc. Có trêu em hay không? Em lên đây thì biết. Cô cún lớn đừng ngửi nữa. Em mà ngửi tiếp, thịt sẽ bị em dọa bay đi mất đấy. Đơn hàng này anh nhất định nhận, không ai có thể đoạt mối làm ăn của anh. Ví dụ, không trêu ông ghẹo bướm, không chọc giận em, không... Bị em nhận ra rồi, anh mới học mấy chiêu tỏ tình sến súa. Không nướng suốt đêm là không thể nào. Lừa được em rồi. Mặc dù anh rất muốn cùng thức suốt đêm với em, nhưng hiển nhiên là những đồng đội heo này không đồng ý. Chào ôi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương như vậy.
Hôm nay em bị cảm, không thể ăn đồ nướng. Đã nói trước chỗ này là mang về cho người bạn thám tử của em. Anh đã nấu cháo gà, em ăn tối xong rồi hãy đi. Ngoan, đợi em khỏe, sẽ có giò heo nướng phiên bản VIP dành riêng cho em. Cái gì? Em giấu anh lén lút tự hành động ư? Bây giờ lại vì nửa cái giò heo nướng mà chủ động tự đầu thú? Một phần ba cái, không thể nhiều hơn. Còn có gì nữa? Sự tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu? Ơi, nè, cầm đi. Hơi, xem ra phải nhìn em bằng cặp mắt khác rồi. Nói thật, dùng hai tinh này để đổi lấy hai miếng giò heo nướng cũng không quá đáng. Mau uống nước đi. Nếu mai dám kêu đau họng, sau này anh sẽ không nhận đơn nữa đâu. Còn nữa, lúc lần theo đầu mối nhất định không được làm mẫu. Nếu muốn thương lượng, nhất định phải nghĩ đến anh đầu tiên. Hế? Sao hôm nay em cũng đến vậy? Cô Khưu Thi này, không biết giở trò quỷ gì. Nửa đêm hôm qua đột nhiên gửi tin nhắn cho chị, nói muốn rời khỏi cuộc thi. Không nói gì cả. Sáng nay dậy chị mới nhìn thấy. Gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Chắc là không có mặt mũi gặp chị.
Em muốn đi tìm con bé. Nè, em đợi một chút. Giờ bên ngoài đột nhiên mưa tầm tã, ít nhất em cũng phải mang ô theo chứ. Chị đến tìm chị của em. Khưu Thiên. Ồ, chị em đi rồi. Em không muốn mẹ em nghe thấy. Hôm qua em phát hiện chị ấy đang tìm hộ chiếu. Chị ấy không giấu được, mới nói với em là chị ấy đã ký hợp đồng với một công ty Hàn Quốc, chuẩn bị sang Hàn Quốc làm nghệ sĩ. Chị ấy bảo em đừng nói cho mẹ vội. Chị ấy không cho em đi đưa. Chắc giờ đã ở sân bay rồi. Sao cô lại theo tới đây? Đàn chị, em thật sự xin lỗi. Em vốn định tạm biệt chị. Khưu Thiên, em đừng có nói xen vào. Giờ cô định đại diện cho tổ chương trình đến chất vấn tôi sao? Ăn mắng khác chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường trong giới giải trí sao? Cô cũng là người mà Ngôn Nhất Trì cướp từ Thinh Huy, còn không phải là đội ơn ngoan ngoãn đi theo anh ta. Sau khi đến người khác thì lại không được. Không sai, tôi quả thật đã dặn Khưu Thiên không được để lộ ra bên ngoài, bởi vì cái này liên quan đến kế hoạch phát triển mà chúng tôi dày công sắp xếp cho nghệ sĩ. Cô cũng biết, cạnh tranh giữa các luyện tập sinh kịch liệt như vậy, Khưu Thiên chỉ được xếp loại B. Cô cho rằng cô ấy có phần thắng sao? Tôi biết cô rất coi trọng cô ấy,
ý tưởng lớn gặp nhau. Tôi cũng cho rằng Khưu Thiên rất có tiềm năng, cho nên tôi trải sẵn con đường Hàn Quốc cho cô ấy. Cô ấy hoàn toàn có thể bắt chước thành công của Phát Doãn Trinh. Đàn chị, em biết chị vẫn luôn đối xử rất tốt với em, nhưng em thật sự rất cần số tiền ký hợp đồng này. Em chỉ muốn nhanh chóng debut, có thể nuôi gia đình, cho em trai học đại học.